360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta lại được gặp nhau trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một sản phẩm mà ô tô 360 của chúng tôi vừa mới mua về được ở cái phân khúc sedan. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản GLS 2.0 số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đã chạy được hơn 4 vạn km rồi. Ở cái phân khúc sedan thì chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 này thì cũng khá là được nhiều người sử dụng và khá được nhiều người ưu thích, đặc biệt là các giới trẻ. Nó cùng với những cái phân khúc hạng C thì chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 này thì được giới trẻ rất là ưa chuộng. Đây là chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 và là màu xanh. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã chạy hơn 4 vạn rồi. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, chiếc xe này nó còn rất là đẹp, chứ chưa nói gì đến là cái việc là nó lỗi hay không ạ. Chiếc xe này còn rất là đẹp ạ, và chúng tôi cam kết chiếc xe này không lỗi, không tai nạn, không ngập nước, máy móc tất cả còn nguyên bản, vì nó mới chạy được có hơn 4 vạn km thôi. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ ở cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 này ạ. Quý vị các bạn đang xem clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần làm việc cho ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Ở cái phiên bản Hyundai Elantra GLS 2.0 này thì chủ xe cũng đã độ lên rất là nhiều đồ rồi. Sau đây thì tôi sẽ quay chi tiết để giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là chiếc xe Hyundai Elantra và là cái phiên bản GLS 2.0 số tự động đấy ạ. Đây là cái phần ba đờ sốc trước của chiếc xe. Phần ba đờ sốc trước của chiếc xe này là không đâm đụng, cho nên là không tai nạn gì cả, tất cả còn nguyên bản, cho nên là còn rất là đẹp, chưa nói gì đến. Phần ba đờ sốc sau của chiếc xe đây ạ. Đây là cái phần ba đờ sốc sau của chiếc xe, nó còn rất là đẹp, rất là mới, chưa có đâm đụng hay là chưa có va chạm gì cả, tất cả còn rất là đẹp. Nhìn về tổng thể của chiếc xe, chúng ta có thể nhìn trực diện, có thể nhìn một góc chéo, nhìn nghiêng. Tôi quay cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Nền xe của nó rất là căng, rất là đẹp, cho nên là điều này chưa va chạm gì cả. Đây là cái phần bô đôi, chủ xe cũng đã độ lên phần bô đôi của chiếc xe này rồi ạ. Chủ xe cũng đã độ lên phần bô đôi, rất là thể thao, nhìn rất là đẹp ạ. Nhìn về cái phần đằng sau này thì quý vị các bạn cũng đã thấy rồi, chiếc xe này rất là thể thao, chủ xe cũng đã độ lên rất là nhiều đồ chơi, cho nên nó còn rất là đẹp, rất là thể thao, rất là nam tính đấy ạ. Đây là cái phần đèn pha của xe. Đây là cụm đèn pha của xe đây ạ, tất cả còn rất là đẹp, đèn pha, đèn LED, đèn daylight, tất cả đầy đủ hết cả đây rồi. Và nó còn nguyên bản, không có đâm đụng, không có xước sát gì cả đây ạ. Và bên cạnh đó thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Elantra GLS 2.0 này là cặp đèn gầm rồi này. Tất cả về cặp đèn gầm này, cảm biến trước, xe cũng đã được trang bị rất là đầy đủ rồi. Cặp đèn gầm này, cảm biến trước này, đây là cái cụm đèn hậu của xe. Cụm đèn hậu của xe cũng rất là mới ạ, chưa có đâm đụng hay là chưa có va chạm, chưa có xước sát, nứt vỡ gì cả đấy. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Gương chiếu hậu cũng đã được tích hợp xi nhan trên gương và là gương chỉnh điện hết rồi đấy ạ. Chiếc xe chạy được hơn 4 vạn km thôi, cho nên lốp xe rất là nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Lốp xe còn nguyên bản và rất là đẹp đấy, còn rất là dày, quý vị và các bạn cũng có thể đi được một vài vạn nữa, chưa phải thay lốp ạ. Lốp nguyên bản theo xe đấy ạ, và lốp sản xuất năm 2016 đấy ạ. Xe được sản xuất năm 2016 và cái lốp này cũng là lốp 2016, đúng date lốp, đúng đời xe. Và chủ xe cũng đã và xe cũng đã được trang bị lên là cảm biến áp suất lốp. Đây là cái van của cảm biến áp suất lốp đấy ạ. Van cảm biến áp suất lốp.
tất cả còn rất mới, rất là đẹp, rất là nguyên bản ạ. Xe cũng đã được trang bị lên khóa thông minh, đè nổ start top. Khóa thông minh là bấm khóa mở cửa đấy ạ. Đây là cái tay nắm cửa và bấm khóa mở cửa luôn. Kể cả cửa bên lái hay là bên phụ cũng đã được chạm tay mở cửa. Xe cũng đã được trang bị lên màn hình và camera lùi. Đầy đủ camera lùi, cảm biến trước, cảm biến sau đầy đủ hết rồi, đi rất là an toàn. Đấy, cụm đèn sau còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Tất cả còn nguyên bản hết, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay chưa va chạm gì cả. Tất cả còn rất mới, rất là đẹp. Quý vị và các bạn mua về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi, xe còn rất là đẹp ạ. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 số tự động này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ ở cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên là chúng ta xem qua về cái cánh cửa bên lái, tắp đi cửa bên lái đây ạ. Tất cả keo chỉ nó còn nguyên bản và nó còn rất là đẹp ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản ạ. Xe cũng đã được trang bị gương kính chỉnh điện ạ. Đây là cái cụm điều khiển, gương kính để gương gập điện. Tất cả còn rất mới, rất là đẹp, chưa có xước sát gì cả. Phiên bản Elantra GLS 2.0 số tự động đây ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Tất cả những cái ốc cánh cửa, ốc bản lề, gioăng, keo chỉ nó còn nguyên bản ạ, chưa có dấu hiệu của sự tháo ra để sửa chữa hay gì cả, cho nên là nó còn nguyên bản hết ạ. Vô lăng cần số còn rất là đẹp. Nội thất cũng đã được trang bị nội thất da cao cấp và là cái màu kem đây ạ. Nhìn rất là sáng xe và sang trọng. Ghế lái cũng đã được ghế chỉnh điện rồi ạ. Ghế lái là ghế chỉnh điện 12 hướng đấy ạ. Tất cả còn rất mới, chưa có xước sát gì cả, còn nguyên bản và rất là đẹp ạ. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận ốp hết cả những cái bậc cửa này rồi. Ốp để chống xước đấy ạ, cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Đầy đủ cả cửa nóc, cửa sổ trời đấy ạ. Tất cả còn nguyên bản và rất là đẹp ạ. Là cái phiên bản 2.0 rồi cho nên là trang bị rất là đầy đủ đồ, không thiếu bất cứ một cái gì cả. Ở phiên bản 1.6 thì còn thiếu đồ chứ phiên bản 2.0 này thì đầy đủ hết cả đồ rồi. Và đây là cái cánh cửa phía sau bên lái ạ. Tắp bị cửa phía sau bên lái chúng tôi cũng cam kết là tất cả nó còn nguyên bản ạ. Chưa mất một phân keo chỉ nào cả, tất cả các ốc bản lề nó còn nguyên bản hết ạ. Và tắp bị cửa cũng còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì cũng rất là yên tâm. Đây là cái loa tép đấy. Phần loa này là có khả năng là chủ xe độ thêm thôi, chứ tôi nghĩ là nguyên bản là không có cái loa này. Đấy là tôi nghĩ vậy thôi. Và cái ốc bản lề cánh cửa đây, gioăng ốc bản lề cánh cửa phần cao su, tất cả còn rất mới, rất là đẹp. Và cái phần ghế ngồi ở phần phía sau này cũng còn đang rất là đẹp ạ. Chủ xe đi rất là giữ gìn, rất là cẩn thận cho nên nó mới còn được mới và đẹp như thế này ạ. Phần trần xe cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp hết ạ. Cái phần ghế đằng sau này thì chắc là ít người sử dụng trên, nó còn rất là đẹp ạ. Nội thất màu kem và da cao cấp cho nên là chiếc xe này rất là sáng và rất là sang trọng và lịch sự ạ. Rất là đẹp. Nội thất màu kem và ngoại thất là màu xanh, phối hợp rất là đẹp ạ. Đây là cái phần cốp xe. Ở cái phân khúc sedan thì những cái cốp xe này rất là rộng rãi. Quan trọng nữa là chúng ta phải xem qua về phần keo chỉ ở phần cốp sau ạ. Mua xe thì chúng ta quan trọng nhất là cái phần đầu và phần đuôi. Và phần đầu phần đuôi là rất hay va chạm nhất thì chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ. Tôi quay cũng rất là kỹ cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Cái phần cốp sau tất cả nó còn nguyên bản như thế này ạ. Keo chỉ còn nguyên bản như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm đụng từ phía sau, cho nên nó mới còn nguyên bản như thế này. Kể cả chúng ta có thay cốp mới thì vẫn có vết chứ không thể
không vết được như thế này. Chiếc xe này còn nguyên bản cho nên là không có một cái vết gì cả. Tất cả còn rất là đẹp, chủ xe cũng đã rất cẩn thận, đã lắp thêm một cái lót cái cốp sau này bằng nhựa đây ạ. Lót cốp sau để đồ cho nó chống xước về cái thịt nỉ ở dưới. Đây là cái phần lốp xưa cua và bộ phụ tùng mà lốp xưa cua. Lốp xưa cua cũng còn rất là mới ạ. Tất cả còn rất là mới và bộ phụ tùng này cũng còn rất là mới ạ. Gần như là chưa sử dụng mấy ạ, cho nên chiếc xe nó mới đẹp như thế này ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 số tự động 2016 này, thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 số tự động này, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 2016 này ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này còn nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản. Máy móc cũng còn nguyên bản và còn rất là mới vì chiếc xe mới chạy có hơn 4 vạn km thôi. Chiếc xe được đăng ký năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh được hơn 4 vạn km thôi. Cho nên nó còn rất là đẹp. Lát nữa tôi sẽ quay về cái phần nội thất và cái phần đồng hồ cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể tự xem và tự đánh giá cái chất lượng của chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào đấy ạ. Sau 4 năm sử dụng thì chiếc xe mới lăn bánh được hơn 4 vạn thôi, cho nên nó còn rất là đẹp. Đây là chiếc táp bi cửa bên phụ, táp bi cửa trước bên phụ, tất cả nó cũng còn rất là mới, rất là đẹp. Từ cái ốc bản lề cho đến gioăng, keo chỉ, tất cả còn rất mới, rất là đẹp. Cho nên là quý vị và các bạn mua chiếc xe này về, quý vị và các bạn cũng rất là yên tâm vì chủ xe đi rất là giữ gìn, cẩn thận, cho nên chiếc xe nó mới được đẹp như thế này ạ. Nội thất còn rất là mới, rất là sạch sẽ vì chiếc xe mới chạy có hơn 4 vạn thôi. Và đặc biệt chủ xe đi rất là giữ gìn, chưa có đâm đụng va chạm gì cả. Tất cả các ốc bản lề đây, ốc bản lề, tất cả gioăng, ốc bản lề còn nguyên bản hết. Tất cả còn rất là mới, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả. Cho nên nó còn rất là đẹp, cửa sổ trời đây ạ. Tí nữa cô tôi quay chi tiết cho quý vị bạn cùng xem về cái phần cửa sổ trời này, nó còn hoạt động tốt hay không, nó còn đẹp hay không, có bị hỏng hóc gì hay không thì quý vị các bạn cùng xem ạ. Sau đây thì mời quý vị các bạn xem qua, tôi sẽ quay cho quý vị bạn xem về cái phần táp bi, táp lô, về cái option của chiếc xe. Đây là cái phần quan trọng nhất của chiếc xe, đó là cái phần giải trí của chiếc xe. Xe cũng đã được trang bị lên cái màn hình Android giải trí thông minh đa phương tiện đây rồi ạ. Tích hợp lên tất cả lên cái chiếc xe này ạ. Và điều hòa cũng đã được trang bị là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Elantra GLS 2.0 số tự động này là điều hòa tự động hai vùng độc lập đây ạ. Khóa thông minh, đèn nổ start stop. Và đây là cái phần vô lăng và đồng hồ, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem đây ạ. Vô lăng cũng đã được tích hợp lên ca tự động cruise control. Và đây chính là cái đồng hồ của chiếc xe, xe đã chạy được 4.1 km rồi. Và điều nữa là quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đồng hồ là chạy là 4.1 km rồi và đang cảnh báo áp suất lốp lại. Chiếc xe này có một cái lốp nào đó nó bị non. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra lại và báo cho quý vị và các bạn cùng xem. Chiếc xe này nó có cảnh báo áp suất lốp cho nên đi rất là tiện lợi. Tất cả còn rất mới, rất là đẹp. Mới từng chi tiết một. Chiếc xe này đẹp đều, đẹp về tổng thể, tất cả cùng đẹp. Vì mới chạy có hơn 4.000 km thôi cho nên nó còn rất là đẹp, tất cả mới. Quý vị các bạn mua chiếc xe này về thì quý vị các bạn yên tâm, chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Nếu như quý vị các bạn nào cẩn thận hơn thì sang tên chính chủ, còn không thì cứ việc đổ xăng mà chạy thôi. Đây là cái phần cửa sổ trời của xe, cửa nóc đây ạ. Tất cả còn hoạt động rất là trơn tru, tôi mở cho quý vị bạn cùng xem đây. Mở ra để lấy không khí xem nó hoạt động như rất là trơn tru. Đây là cái cửa sổ nóc của chiếc xe đây ạ. Rất là thoáng mát, rất là đẹp ạ. Đây tôi sẽ lại đóng lại cho quý vị các bạn cùng xem về cái phần cửa sổ nóc, rất là tiện lợi ạ. Và cửa sổ auto một chạm, chỉ cần bấm chạm là cũng có thể đóng lại cửa nóc được rồi. Rất là tiện lợi, rất là đẹp. Chiếc xe này còn rất là đẹp, tất cả đẹp đều. Và đây là cái phần màn hình Android đây, và nó là cái màn hình giải trí thông tin đa phương tiện.
nó có thể tích hợp lên camera lùi. Tôi sẽ vào số lùi cho quý vị và các bạn cùng xem, nó sẽ hiển thị lên camera lùi ở đây hết đấy ạ. Đấy, còn không thì nó sẽ giải trí đa phương tiện, tích hợp đầy đủ cả YouTube hay là tất cả giải trí về âm thanh Bluetooth này. Đây là cửa hàng Play, quý vị các bạn có thể tải tất cả các ứng dụng về đây. Nếu như có mạng lắp cái sim 4G vào đây thì quý vị các bạn có thể giải trí đa phương tiện, nó giống như một cái máy tính bảng của quý vị các bạn. Đây, tôi sẽ mở cho quý vị bạn cùng xem. Đây là phần YouTube. Như nếu như mà quý vị các bạn lắp sim 4G vào đây thì chúng ta có thể sử dụng được nghe nhạc. Còn bây giờ là chúng tôi đang không có mạng, cho nên là không thể mở YouTube để xem được. Đây là cái phần bản đồ. Bản đồ nó tích hợp dẫn đường tất cả lên, cho nên là cái bản đồ này thì không cần mạng thì chúng ta cũng có thể mở được bản đồ và dẫn đường, định vị cái vị trí của mình đang có đấy. Địa chỉ ở cửa hàng chúng tôi ở Trung Văn đấy ạ. Và đây, giới thiệu cho quý vị các bạn xem luôn về cái phần cảnh báo áp suất lốp của xe đấy ạ. Chiếc lốp này là đang báo là cái lốp trước bên lái, lốp trước bên lái đang bị non hơi. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái phần này thì không thể thiếu đi khi đi mua xe cũ được ạ. Cái phần mà chúng ta đặc biệt quan tâm đấy ạ, đó là cái phần động cơ của chiếc xe. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Elantra GLS 2.0 số tự động này là một cái động cơ 2.0 và là động cơ xăng. Nhưng chúng ta phải đi tìm hiểu cái điều quan trọng nhất là xem ốc áp có còn zin hay không đấy ạ. Quý vị và các bạn xem qua về cái phần ốc, ốc máy của xe rồi ốc cabo, tất cả tôi lại quay chi tiết cho quý vị và bạn xem. Đầu tiên là cái phần ốc cabo. Ốc cabo tất cả nó còn nguyên bản, là chúng tôi cam kết luôn với quý vị và các bạn là chiếc xe này không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản. Tất cả các ốc này nó còn đều nguyên bản hết ạ. Chiếc xe này còn rất là đều, đẹp rất là đều. Tất cả các ốc cabo, ốc tai cho đến ốc chân máy, ốc mặt máy tất cả còn nguyên bản hết ạ. Tôi quay cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được chất lượng của mình. Quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được chất lượng và quý vị và các bạn có thể cân nhắc có nên mua chiếc xe còn đẹp như thế này hay không. Và anh em thợ xem qua thì anh em thợ cũng có thể đánh giá được cái chất lượng chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào, để anh em có thể lấy cho người nhà thì cũng yên tâm về chiếc xe này rồi. Ốc chân máy đây, ốc mặt máy tất cả nó còn là nguyên bản hết ạ, chưa có một cái ốc nào tháo ra. Vậy nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2.0 số tự động 2016 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Và nếu như quý vị và các bạn đang xem clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho tinh thần làm việc của anh em chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.